Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Chiều hôm qua, team rất vui được đón tiếp đại gia đình của một em trai đã không ngại đường xa từ quận 8 đến tham quan và tư vấn trực tiếp model piano Kurtzman P215 và sắm ngay phiên bản màu đen cực chất này về nhà và đặt lịch giao với tụi mình vào ngày mai. Các bạn ơi, tiếp nối buổi gặp gỡ và chốt deal siêu nhanh chóng cho em trai tại quận 8 thì sáng nay anh em tụi mình đã có mặt tại nhà để bàn giao cho khách cây piano P215 và thùng chân đàn đã được team đem vào nhà. Từng bộ phận để lắp chân cùng với ốc vít đều được đóng gói cẩn thận bên trong lớp ni lông bảo vệ. Tất cả đang được đem ra ngoài để chuẩn bị lắp ráp nhanh chóng chỉ với 3 bước sau đây. Đầu tiên sẽ là xếp các thanh kim loại, gắn ốc vít ở phần đế. Tiếp theo sẽ gắn thanh cong, siết ốc ở phần thân. Sau cùng thì piano điện P215 phiên bản màu đen truyền thống được bảo vệ cẩn thận với lớp ni lông dày đã được mang ra và để lên chân đàn. Mời anh em chiêm ngưỡng nhé. Vẻ đẹp hoàn hảo của chiếc piano sẽ nổi bật thêm bằng giá nhạc cùng màu khổ lớn. Sau đây là vài lời từ em trai chia sẻ về đàn và sở thích với tụi mình rằng từ những buổi học guitar trên trường, em luôn cảm thấy có niềm đam mê dạt dào với những phím đàn piano. Vì vậy nên em đã quyết định đến Minh Phụng Music mua Kurtzman P215. Em tin rằng với cây đàn mới này, mình sẽ chơi được rất nhiều bản nhạc hot Việt Nam hiện nay. Dù mang vẻ ngoài gọn nhẹ, nhưng bên trong là vô số chức năng ấn tượng. Vì thế các bạn hãy cùng mình khám phá Kurtzman P215 nhé. P215 với màn hình tráng gương cùng dải đèn LED ấn tượng, 88 phím đàn với 4 cấp độ cảm ứng lực nhấn, mô tả chân thực cảm giác chơi piano cơ. Bộ đôi loa 15W đem đến âm thanh sắc nét với 6 phiên bản màu đầy ấn tượng trên P215 cũng chính là lý do mà anh em không thể bỏ lỡ. Với chip 5704 đến từ Pháp mang đến khả năng xử lý ấn tượng cho đàn cùng 162 polyphony, 128 âm sắc và 58 bài hát nhiều thể loại. Bên cạnh đó là những chức năng quen thuộc dành cho người chơi như reverb, transpose, metronome. Đặc biệt nhất trên P215 là tính năng kết nối Bluetooth MIDI giúp người chơi học nhạc dễ dàng qua các app học nhạc trên các thiết bị thông minh, và Bluetooth audio sẽ phát nhạc trực tiếp qua lá đàn. Cùng với tính năng percussion, piano sẽ trở thành một bộ drum với nhiều âm thanh của các loại nhạc cụ gõ. Chính sách bảo hành hấp dẫn dành cho khách hàng khi mua P215 tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, kéo hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là chuyến đi bàn giao hôm nay đã thành công rồi anh em ơi. Cảm ơn bạn đã chọn nhạc cụ tại Minh Phụng Music. Mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video hoặc liên hệ hotline 0919768606 và nhanh tay truy cập fanpage, website của nhạc cụ Minh Phụng để đón chờ những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các phần quà tặng đặc biệt nhé. Minh Phụng Music hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.